Thưa quý vị, thưa các bạn, tuy là địa phương có diện tích trồng dừa lớn thứ ba toàn quốc sau Bến Tre và Trà Vinh, nhưng dừa Bình Định lâu nay vẫn nức tiếng với chất lượng cao. Hoạt động xúc tiến thương mại cho các sản phẩm đặc sản từ dừa không chỉ lưu giữ, phát triển làng nghề truyền thống mà còn bổ sung vào sản phẩm du lịch đang ngày một thu hút của Bình Định. Bếp tráng bánh luôn đỏ lửa. Đó là nét chung của 40 cơ sở làm bánh tráng nước dừa Tam Quan, một đặc sản nổi tiếng được truyền qua nhiều thế hệ của huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Mỗi tháng, 60.000 chiếc bánh tráng đặc biệt được xuất xưởng để trở thành những món quà không thể thiếu, theo chân du khách đến với mọi miền của đất nước. Bánh tráng nước dừa Tam Quan là nó có cái đặc sản riêng của Tam Quan, cũng là một trái dừa. Nhưng mà khi mình về là mình có một cái làm riêng của mình. Mình phải lấy dừa già. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, khi về là dừa mình đặt ra, mình phơi qua nắng để cho nó héo dừa. Sau đó quay dừa ra, xay dừa rồi trộn với lại bột thành một cái bánh nước dừa như thế này á, là nó qua coi như là 3-4 công đoạn mới ra được một cái bánh nước dừa. Với hơn 3.000 hecta, huyện Hoài Nhơn đặc biệt là các xã Tam Quan Nam và Tam Quan Bắc được xem là thủ phủ của dừa. Đây là dây chuyền sản xuất hai sản phẩm chủ lực là cùi dừa giòn và bánh dừa nướng, được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018 của cơ sở Thanh Phương. Nhờ hiện đại hóa quy trình sản xuất, mỗi năm bình quân cơ sở cung ứng ra thị trường 300 tấn cùi dừa giòn, 60 tấn bánh dừa nướng. Còn đây là dây chuyền công nghệ sấy ép lạnh của hợp tác xã Ngọc An, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, là một trong 4 cơ sở lớn cùng với 11 cơ sở sản xuất thủ công mỗi năm, mang đến cho thị trường 60 triệu lít dầu dừa nguyên chất, đáp ứng nhu cầu từ dinh dưỡng đến làm đẹp. Huyện cũng hết sức quan tâm đến đầu tư về cái trang thiết bị máy móc, làm sao các cái sản phẩm đó đảm bảo cái an toàn vệ sinh thực phẩm trong thời gian tới và đáp ứng với nhu cầu thị hiếu của người dân. Ngày một sản phẩm này được vươn xa trên mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là quan tâm cái vấn đề đảm bảo cái môi trường sinh thái để làm sao cho cái vấn đề mà phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề cùng gắn với phát triển du lịch theo định hướng phát triển du lịch từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2035 của phát triển du lịch phía Bắc của tỉnh Bình Định. Nhằm tăng giá trị kinh tế hướng tới sản xuất bền vững, Bình Định chú trọng xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Việc đăng ký xác lập chủ quyền sở hữu công nghiệp đối với các sản phẩm này là bước đi cần thiết hướng tới sự phát triển theo quy mô hàng hóa. Trong năm 2019, chúng tôi tiếp tục dự kiến là sẽ có 5 chương trình giới thiệu sản phẩm của Bình Định với tất cả các tỉnh thành và đặc biệt là cái chương trình kết nối cung cầu tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Ninh, Đà Nẵng. Thúc đẩy xây dựng thương hiệu, nghiên cứu thị trường, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại để tiêu thụ sản phẩm làng nghề là hướng đi đúng để ngày càng có nhiều hơn nữa những sản phẩm đặc sản địa phương, vừa gia tăng giá trị kinh tế, vừa làm phong phú sản phẩm du lịch của địa phương.